báo giá dùm cho cái anh chủ này mấy con bò. Anh chị có thể thấy ở đây thì giờ máy xoay quay. Ở đây thì anh chị có thể thấy bò thì rất là liền lạc ha, rất là liền lạc mập mạp. Nhưng các bạn này thì đang mang thai được 4 tháng rồi nè. Mang thai 4 tháng anh chị. Con này thì tơ đang mang thai lứa đầu ha. Liền lạc mập mạp tròn trịa cực kỳ là đẹp luôn anh chị. Như con này thì mang thai 5 tháng. Tơ cũng đang mang thai lứa đầu luôn. Thai 5 tháng ha. Và giá bán thì cực kỳ yêu thương. Đó. Và kế bên này, con này mang thai là 6 tháng anh chị nha. Con này thuộc gì dòng Pháp, kem Pháp, nó đẻ con ra thì xuất sắc. Xương to nè, nuôi con nhanh lớn nè, bự con nữa. Dòng Pháp người ta thích nuôi lại chỗ đó, chỉ đẻ con ra xương rất là kịch cộm và nuôi con rất là nhanh lớn anh chị nha. Nó dòng Pháp là người ta thích ở cái điểm đó. Và kế bên đây sẽ là một bộ mẹ con. Một bộ mẹ con anh chị. Con mẹ là Pháp kem, con là con siêu xám, con in ra rất là lực, khoảng tầm 2 tháng mấy 3 tháng anh chị, mẹ phối lại 17 18 ngàn, mẹ phối lại 3B anh chị. Đó thì anh chị có thể thấy trực tiếp qua video của em, bò ở đây nè là thuộc về dòng bò bự con, xương to, ngoại hình thì cân đối đẹp, lông nhuyễn da mỏng anh chị nha. Nó thuộc về dòng bò phải gọi là để làm cái nền xuất sắc. Như con này chiều cao tại phía sau khu của nó khoảng tầm 1m 34-35 à, bự con lắm. Giá bán của bộ mẹ con này thì đang có giá bán ở trực tiếp tại chỗ là 28 triệu bộ mẹ con ha. Con bò con thì khỏi chê, là lùn bò con làm anh. Còn con cái chữa kế bên kem cọp này á, thì đang có giá bán là 23 triệu. Tơ đang mang thai lứa đầu, coi chừng móng xương sóc lớn cực kỳ luôn anh chị. Nàng bê con nè, bê con này giờ tách ra thì nó cũng có giá tầm khoảng tầm 7 triệu đó. Mẹ phối lại rồi gần 20 ngày anh chị nha, 17 ngày nó. Bộ mẹ con cực kỳ đẹp không, mới đẻ lứa đầu luôn. Ở đây mẹ này 23, ở con bò tơ này 23 triệu chữa nha, xương lớn dữ dằn luôn. Như con bô xin này thì thuộc về dòng bô trà anh chị, dùng bô á, dòng bò hóc môn á, nói chung là về thùng dạo nè thì rất là tốt. Về ngoại hình, về chân móng nè, trúng yếm đầy đủ bài bản luôn. Anh chị thấy không? Như con này thì đang báo giá trực tiếp công khai cho anh chị giá 23 triệu, 23 triệu, 28 triệu. Con này thì chữa 5 tháng bao chữa, còn con này bao chữa 6 tháng. Đó. Ngoại hình thì khỏi chê, đảm bảo bò bự con. Anh chị đừng có sợ, nói chung là em nói cái con bò nào bự con á là bự con, giao đến anh chị chê nhỏ tặng cho anh chị nuôi chơi. Như con này nè, tầm trung ha. Có sao nói vậy, chiều cao của con này tại sao khu là 1m29 bò. Chân móng giò cẳng thì nói chung là đảm bảo nghiêm chỉnh, bò tròn trịa mập mạp. Con này lai bôm bay, mẫu sim lồng anh chị nha, mẫu sim lồng, bô lai sim lồng, lai bôm bay. Nói chung là về thùng dạo tròn trịa, xương sườn ngang. Được cái là đẻ rất là sai con và đẻ nhiều lứa. Con này nếu mà anh chị nuôi đầy đủ dinh dưỡng, tròn trịa mập mạp như vậy, nó đẻ tầm 20 lứa chưa xin nhê gì. Anh chị thấy đâu có sừng, sừng nó đâu có dài. Anh chị thấy không? Không bao giờ con bò này em nói lầm nè. Mấy con bò này đẻ sai con cực kỳ, đụng là đẻ mấy con dòng này nè. Đó. Nó như gà tre vậy đó, nó đẻ liên hồi luôn. Đó. Còn như con này thì đang bao chữa 4 tháng anh chị nha. Bò nhìn thấy nhìn bóng giận không? Chủ nhà nói chung là nuôi cũng khá là kỹ ha. Cái móng chân cũng không dính miếng phân nào luôn anh chị coi. Nuôi bò như vậy người ta đâu có chán. Đó, anh chị coi rớt bãi nào là chủ nhà người ta hốt bãi nấy liền. Như con này đang báo giá trực tiếp công khai cho anh chị 22 triệu 500 ngàn. 22 triệu 500 ngàn. Bà con, cô bác, anh chị em nào mà chúng ta đang có nhu cầu muốn mua những cái con bò giống á, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị ha. Thì em đang có mặt tại Ba Tri Bến Tre. Và thông báo đến anh chị luôn, ngày mai em sẽ có một chuyến đi tỉnh Kiên Giang, hòn đất Kiên Giang, để review trại bò 20 con của anh khách. Và anh chị nào đang trên cái tuyến đường từ Bến Tre đi về Kiên Giang mà anh chị có nhu cầu mua, có nhu cầu mà chúng ta có thể mà quay phim á, thì có thể liên hệ với em ghé review
review dùm cho anh chị hoàn toàn miễn phí ha. Và nghe nói là đồ anh là cái trại bò của anh đó khoảng 20 con mà hai bò được lỡ nha anh chị nha. Anh chị nào muốn mua bò bổ béo thì cái giá của cái anh chủ trại ở chuồng ở dưới Hòn Đất á, nếu mà anh chị muốn hẹn để mình đi coi luôn á thì mình có thể đi với em ha, đi đến đó để xem. Và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để có thể mua được những con bò trong cái trường này. Và giá thì em thấy khá là mệt. Nên anh chị yên tâm, em không có bán bò cóc bò cỏ. Tiền nào của nấy nha anh chị nha, chứ không có vụ mà treo đầu dê bán thịt chó đâu. Còn bây giờ em xin gửi đến tất cả các bà con cô bác anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video kế tiếp.